starting to think that we do things way too differently to take this seriously. And all of the times that we said we'd go to therapy, but still we never been. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình gần đây. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần, thế nên là trường khá là vắng. Mình tranh thủ ngồi xuống đây và quay một cái video cuối. Nói video cuối hơi nặng nề một tí, nghe kiểu hơi buồn một tí. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì kiểu làm đồ án xong nên cũng không có cái lý do gì để đến trường quay một cái video như này, để giải đáp cho mọi người luôn những cái thắc mắc mà mọi người hỏi siêu nhiều trong những cái video về trường của mình trước khi mình thật sự ra trường. Ok, vì cái đống câu hỏi rất là nhiều nên mình có list xuống đây khoảng 10 câu hỏi chính mà mọi người hỏi mình nhiều nhất, và mình sẽ trả lời trong video này. Theo kinh nghiệm thực tế 4 năm học đại học của mình chứ không phải đâu có nhé. Cái câu hỏi mà mọi người hỏi nhiều nhất trong tất cả những video của mình đấy là học phí sau 4 năm đại học thì là bao nhiêu. Nếu mọi người có sẵn chứng chỉ IELTS rồi thì mọi người sẽ mất 1 năm học, không cần học 1 năm học đầu tiên. Còn mình thì mình chưa có, lúc mà mình mới vào trường ấy, thế nên là mình vẫn học như bình thường. Cái chứng chỉ tiếng Anh của trường là LUC qua 5 kỳ cộng thêm 1 kỳ trên season nữa, gọi là 6, thì mỗi kỳ đấy là 10 triệu. Tổng cộng năm đầu tiên thì mình mất 60 triệu. Và trong những cái năm chuyên ngành tiếp theo thì mỗi năm sẽ có 3 kỳ, mỗi kỳ là 25 triệu. Thì gần đây học phí nó có tăng lên khoảng 27 triệu rồi. Thế nên nếu mà tính với cái mốc học phí đấy thì mọi người sẽ phải mất đến, để mình tính nhá, 243 triệu trong vòng 3 năm chuyên ngành sau. Và tính tổng cái đồng đấy lại thì mình tính đại đại trung bình là khoảng 300 triệu. Nhưng mà mình thấy là cái tiền học phí là một phần thôi, cộng với cái tiền sinh hoạt phí nữa là mấy nhiều cơ. Mình nghĩ là nếu mà mọi người chi tiêu bình thường như mình đi thì nó cũng phải tốn thêm một khoản bằng cái khoản học phí nữa, là 300 cộng 300 tức là khoảng 600 trong 4 năm. Câu hỏi số 2 cho những bạn chuẩn bị có ý định vào trường thì mọi người hỏi là khi vào đây thì lấy điểm trung học phổ thông quốc gia hay là lấy điểm mà xét tốt nghiệp. Nếu mà mọi người đã có ý định vào đây trước khi mà mọi người thi trung học phổ thông quốc gia ấy, thì mọi người có thể xét tuyển luôn cho nhanh. Tại vì mình nghĩ là để cho chắc chắn nhất ý, thì cái điểm xét tuyển thì bao giờ nó cũng chắc hơn, đúng không? Đó thì mình cũng dùng theo phương thức đó. Anyway, mọi người có thể chọn cách phù hợp với mình, tại vì cả hai cách đấy đều được nhá. Ôi, nghe cái như của mình đang tuyển sinh các thứ nhở, nhưng mà không phải nha mọi người. Câu hỏi số 3. Tại vì trong những cái video trước thì mình có để title các thứ là mình học thiết kế đồ họa. Một số bạn muốn vào trường học theo ngành của mình, tìm ở trên những cái trang page của Đại học FPT đi, thì không thấy cái tên ngành đấy. Ok, tại vì có một vấn đề đấy là sau đấy thì nó đã thay đổi tên từ thiết kế đồ họa chuyển sang thành thiết kế mỹ thuật số. Và mọi người hỏi là nó có khác nhau không, thì mình thấy là nó khác và không. Nó vẫn giống một số những cái thứ cơ bản ban đầu mình học. Đại khái là nó vẫn là một cái ngành kiểu thiết kế đồ họa như ban đầu mình học, nhưng mà sau khi chuyển tên như thế thì mình thấy là nó phân chia ra những cái chuyên ngành hẹp rõ ràng hơn, nó được học sâu hơn vào cái chuyên ngành hẹp ấy. Sau nếu mọi người muốn đăng ký vào trường học ngành kiểu như mình thì mọi người vẫn có thể đăng ký bình thường là cái ngành thiết kế mỹ thuật số, sau đấy mới chọn chuyên ngành hẹp sau nhá. Câu hỏi số 4. Mọi người hỏi mình là học thiết kế đồ họa thì có phải học vẽ trước đấy không, hay là vào trường thì mới học vẽ, hay là kiểu không có năng khiếu thì có cần học vẽ trước không ấy. Thì mình thấy là nếu mọi người học vẽ được trước thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nếu mà không có điều kiện hoặc là không có thời gian ấy thì khi mà vào trường mọi người vẫn được học một số những cái môn vẽ cơ bản, từ vẽ ký họa này, vẽ chì này, vẽ màu nước này, hay là một số những cái bộ môn vẽ khác. Thì để phần sau câu hỏi sau đấy mình sẽ trả lời chi tiết hơn về những cái môn học nhá. Mà mọi người yên tâm là nếu mọi người không có học vẽ trước đấy thì cũng không sao cả. Một câu hỏi mọi người hỏi nhiều không kém đấy là sau 4 năm thì mình học được những gì, thì mình sẽ để một cái list những cái danh sách môn mà mình học trong vòng 4 năm ở đây cho mọi người. Thứ hai, bây giờ nó có thay đổi tại vì có những cái chuyên ngành hẹp khác như mình vừa nói, thì mỗi chuyên ngành hẹp nó chắc là sẽ học bớt đi một số môn ở trong này, cũng như là tăng thêm một số môn chuyên ngành khác ở trong này nữa. Nhưng mà với mình thì 4 năm mình học những cái môn như sau: những môn từ vẽ cơ bản như là chì, màu nước, ký họa này, hay là những tool ở trong Photoshop này, AI này, AE này, học photography, trời ơi nghe ngầu nhở. Học 2D thì nó sẽ có những cái như là vẽ nhân vật, vẽ background hay là vẽ animation, à không, storyboard. 3D này, trong 3D thì có kiểu modeling, rigging hay là animation. Sau đấy thì bọn mình còn được học app với cả là web design nữa. Thì bạn nào theo UI thì sẽ kiểu học sâu vào cái này. Câu 6, học thiết kế đồ họa thì có cân bằng vẽ không?
Mình nghĩ là với những bạn học 2D có những cái môn như kiểu là vẽ nhân vật này, vẽ background hay là vẽ storyboard, thực ra là không nhất thiết phải có hay là không. Vì đối với những bạn mà skill đỉnh hẳn thì mình không nói làm gì, chắc là mọi người vẫn có thể xoay sở được nếu mà không có máy, không có bảng vẽ, vẽ trên máy luôn trực tiếp cũng được đúng không? Nhưng mà với một người bình thường như mình kiểu tài năng không quá xịn sòi thì nghĩ là vẫn nên có bảng vẽ mọi người. Học vẽ thì bộ màu hay là đồ dùng vẽ có cần mua nhiều hay là tốn nhiều tiền không? Với mình thì cái này cũng tùy cá nhân, nếu mà mọi người muốn thì mọi người mua nhiều, còn không thì mọi người chỉ cần mua những cái cơ bản thôi. Thực ra là mình cũng không sử dụng quá là nhiều tiền vào việc mua màu vẽ là gì hết, tại vì mình không quá là chuyên về cái mảng 2D. Mình chỉ mua một số những cái cơ bản như là ví dụ là đến môn gì thì mình mua cái đấy, như kiểu là môn vẽ những cái môn ký họa đầu tiên này thì mình sử dụng chì này, sử dụng cái dây đeo ấy. Ê, tự nhiên mình quên từ đấy gọi là gì, mình sẽ để trên màn hình nhá. Xong rồi đến màu nước thì mình sẽ mua cái bộ màu như thế này, nó chắc khoảng 400-500 gì á. Ngoài ra ở bên ngoài mình có mua một số những cái bộ màu khác để kiểu vẽ chơi chơi ở nhà, vẽ linh tinh theo sở thích thôi. Còn ở trên lớp thì chỉ cần đúng một cái bộ đấy, sau đấy mình sẽ học hầu như ở trên máy tính nhiều hơn chứ không có học vẽ tay quá là nhiều nữa. Đó, thực ra này cũng chẳng tốn nhiều tiền lắm đâu cho cái bộ màu miếc các thứ. Một cái vụ nữa mà mọi người hỏi mình rất là nhiều đấy là về máy tính laptop, thì mình sử dụng MacBook 2019 từ cái năm 2020 thì phải, đó đến tận bây giờ. Và kiểu mọi người hỏi là mình có bị cái vấn đề gì khi mà sử dụng cái laptop đấy không, sau 4 năm trời thì ok, bây giờ mình mới có thể nói cho mọi người, tại vì mình học hết tất tần tật các môn ở trên trường ấy. Mình bảo bố mẹ mình không xem cái video này tại vì đây đã là cái con MacBook thứ ba. Từ khi mà mình bắt đầu học cái ngành này, tại bố mẹ mình đầu tiên thì có mua cho mình một cái MacBook 2018 thì phải. Từ cái năm đầu mình học đồ họa ấy, cái mình nhớ là giá cái lúc đấy nó phải tầm 45M thì phải. Lúc đấy đối với mình đấy là một cái khoản rất là lớn ấy. Thế là mình siêu trân trọng cái điều đấy luôn. Nhưng mà sau đấy thì có một vài sự cố xảy ra, thế nên là mình làm hỏng máy tính. Mình đã phải góp góp tiền lại sau những cái lần đi làm cái YouTube, TikTok hay là những cái khác thì mình phải góp góp tiền vào và mua. Và sau cái laptop đấy thì mình có hỏng và mua lại, đến bây giờ là cái thứ ba rồi mọi người. Sau 4 năm trời thì mình thấy hầu như là những cái môn học bình thường thì nó không có một cái vấn đề gì cả. Cái laptop này của mình nó vẫn sử dụng ngon, trừ những cái môn như là môn 3D máy mình nó chạy hơi chậm một tí nhưng mà chấp nhận được. Còn cái môn mà nặng nhất của về cái con máy tính này mà nó phải chịu đựng đấy là cái môn AE mọi người ạ. Cái môn After Effects là những cái hiệu ứng ở trên video và kiểu keyframe chém từng cái frame một ấy đó. Và mình thấy là xung quanh bạn bè mình dù có dùng Win đi chăng nữa thì chắc là nó cũng không tránh khỏi, trừ khi là dùng máy cây ấy thì nó sẽ đỡ hơn. Cái lúc đấy là mình render mấy cái video 1 phút 2 phút ra thôi mà cái máy mình nó chạy kiểu mình nghe thì nó thở như là một cái xe tăng đấy. Sau cái đợt đấy mà nó vẫn không sao cả. Nếu mọi người muốn tham khảo để sử dụng MacBook trong 4 năm học đồ họa ở trường đại học FT thì mình nghĩ là vẫn ok. Nhưng mà phải dùng MacBook Pro nha. Một cái hơi không liên quan đến đồ họa thì mọi người có hỏi mình là review về chương trình nhạc dân gian của trường đi, chỉ để qua môn hay là phải học rất là kỹ những cái nhạc lý các thứ để sử dụng những cái nhạc cụ khác ấy. Thì mình cũng học nhạc cụ khá là lâu rồi, gần 4 năm rồi, từ những ngày đầu tiên vừa mới vào trường cơ, nên là thực ra là mình không còn nhớ quá nhiều. Tại mình cũng không phải là một người có khiếu về âm nhạc ấy mọi người, kiểu hơi bị đàn gãy tay trâu một tí. Hồi đấy mình học mình được chọn một cái loại nhạc cụ ấy thì có rất là nhiều những cái loại nhạc cụ khác nhau. Mình có chọn đàn tranh và đấy, hồi đấy mình học ở trong mình đần vãi. Mình sẽ chỉ học những cái nốt nhạc hay là gì đấy để bọn mình đánh được lên một số những cái bản nhạc cơ bản. Hình như mình nhớ không nhầm là khoảng 3 đến 5 bài phải. Và sau mấy cái tháng học thì mình sẽ vào phòng thi và đánh gậy cho ban giám khảo nghe. Xong rồi nếu mà nó không bị sai nốt thì mình sẽ qua. Mặc dù là nghe hơi ý ế, kiểu không theo giai điệu một tí, nhưng mà mình vẫn đánh đúng nốt. Thực ra là thỉnh thoảng sai 1-2 chỗ ấy thì nó sẽ bị trừ điểm, nhưng mà ok, vẫn đủ để qua. Thì mình nghĩ là đối với những bạn mà có khiếu âm nhạc hoặc là yêu thích âm nhạc ấy thì mọi người có thể học kỹ. Thì từ những cái chỗ nốt nhạc này hay những cái nhạc lý đấy thì mọi người có thể đánh lên cả những cái nhạc cụ khác. Mình thấy mấy đứa bạn mình mà biết âm nhạc một tí thì chúng nó đánh sang những cái đàn khác cũng ngon ơn luôn. Đấy thì chắc là cũng tùy vào mỗi người thôi. Mọi người hỏi mình làm đồ án gì và nếu mà làm UI thì nó có khó không? Kiểu biết mình làm đồ án UI luôn thì đó, trả lời cho cái câu hỏi nhỏ trước là mình làm đồ án là một cái ứng dụng tìm trọ gần trường.
kiểu làm app design ấy, làm UX UI là có khó hay không thì quậy khó vãi chưởng luôn nhá. Nên là mình thấy bạn bè của mình cũng có một số bạn học thêm ở bên ngoài nữa để cải thiện kỹ năng UX UI. Thực ra là khi học những cái môn như kiểu là app design, web design ở trên trường thì mình thấy là cũng không quá khó, kiểu cũng ok, khó một chút, chấp nhận được. Nhưng mà cho đến khi mà mình thực sự làm đồ án và thực sự làm về UX UI ấy, thì mình mới thấy uầy, nó linh kinh đến nhau một cách khủng khiếp. Nếu mà mình không giải quyết được cái UX tốt thì mình không thể làm được cái UI chuẩn chỉ theo cái user need, theo cái mong muốn của người dùng được. Và thực ra nhá, mọi người nhìn những cái vlog hay là những cái gì đấy mình quay ở trường thì trông nó có vẻ là màu hồng như thế thôi, trông có vẻ chiêu chiêu như thế thôi. Không biết là mọi người đã xem cái vlog đồ án của mình chưa, nhưng mà ở trong cái video đấy, khoảng đoạn giữa video ấy là cái khoảng thời gian mà mình stress nhất, và mình cứ vừa ngồi học mà vừa khóc, cứ vừa làm vừa khóc luôn đấy mọi người. Và mình cảm thấy uầy, nó khó hơn hẳn những cái gì mà mình học, những cái lý thuyết trước đấy mình học ấy. Sau mình khuyên mọi người, nếu mà có điều kiện, có thời gian thì mọi người có thể học thêm một vài khóa ở bên ngoài. Mọi người có thể follow Insta của mình, thì nếu mà có một số những cái khóa nào hay ho về UX, UI hay là về đồ họa, mình có thể chia sẻ trên đấy cho mọi người có thể theo dõi nha. Nếu tạm thời lúc quay video thì cũng chưa nghĩ ra gì cả. Thực ra thì cũng hết 10 câu hỏi rồi, mình cũng trả lời hết 10 câu rồi. Nhưng mà tại vì có một số bạn hỏi nên là mình cũng trả lời luôn một chút xíu ở cuối video này. Thì mình có được học bổng 30%, và cái việc có học bổng đấy thì nó có được kéo dài cả 4 năm học không hay là chỉ 1 năm đầu tiên. Người thật việc thật ở đây, 4 năm trời thì mình có được sử dụng học bổng hết cả 4 năm, mỗi kỳ trừ như thế luôn, trừ trực tiếp luôn, và mọi người chỉ cần đóng 70% thôi. Nhưng mà khi có học bổng thì sẽ có một cái gánh nặng nữa, đấy là nếu mà mọi người trượt môn ấy thì mọi người sẽ phải đóng cái học phí trừ học bổng. Ok, khi mà mình vừa xét tốt nghiệp xong thì mình mới nhận được một cái mail là mình đã bị tạch học bổng một cái kỳ tiếng Anh thứ 3 ở năm đầu tiên ấy của mình, và mình phải đóng 30% tiền học bổng hồi đấy. Cũng hơi thắc mắc một tí là cái hồi đấy thì mình cũng có nghĩa là mình không được điểm mà mình bị tạch học bổng thì mình phải học cải thiện điểm thêm rồi. Nhưng mà mình hỏi phòng đào tạo lúc đấy thì các chị bảo là không sao, cho đến bây giờ khi mà mình xét tốt nghiệp để ra trường rồi thì các chị mới bảo là vẫn còn cái khoản này, chị trách vẫn có cái khoản này của em chưa đóng và em phải đóng cái khoản đấy. Thì mình kiểu sau mấy năm trời học mà bây giờ mới có cái thông báo ấy, đáng nhẽ là phải có mail ngay sau những cái kỳ sau đấy nếu mà thiếu không. Thôi mình kiểu muốn bắt tốt trường thật đấy. Nhưng mà thôi, mình chỉ kể cái câu chuyện của mình ra như thế thôi. Đấy, nếu mà mọi người có học bổng thì cái trọng trách trên vai của mọi người sẽ có một cái gánh nặng khi mà mọi người phải học. Đấy là nếu mà mọi người tạch thì thay vì mọi người sẽ phải đóng nguyên cái tiền học đấy thôi, mọi người sẽ phải đóng thêm cái tiền đền bù cái học bổng nữa. Có lẽ video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc cái video này ở đây thôi. Nhớ subscribe kênh mình, tại vì sau video này mình nghĩ là bố mẹ mình sẽ bắt mình đi làm thôi. Và kể cả đi làm, với cái đam mê quay vlog này của mình thì chắc là mình vẫn sẽ có cái vlog đi làm về đồ họa, về UX UI hay là gì đấy thôi. Bye. Công nhận là hôm nay trường trông chill đấy. Nếu mọi người để ý ở trong video thì thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót các thứ.